Ngày xưa có một ngôi làng Miniver nho nhỏ sống trong một vùng đất biển ở Miniver, và người dân trong ngôi làng này sống rất là hòa đồng hạnh phúc. Và cách mà để những người dân trong ngôi làng này sinh sống không ngoài gì khác là chỉ là nghề đánh cá, cũng là nghề truyền thống của ngôi làng này. Và trong ngôi làng cá này đã có một số người đồn đại rằng có một truyền thuyết, đó chính là ở trong vùng biển này có một gọi là cô người cá, nữ thần người cá đã phù hộ cho ngôi làng này luôn luôn có mùa màng bội thu. Nhưng mà người dân cứ nghĩ đó cũng chỉ là một truyền thuyết thôi nên người ta cũng không quan tâm mấy. Nhưng mà sự thật là truyền thuyết về nàng tiên cá là có thật. Và nữ thần đó không ai khác, đó chính là công chúa Shelly, người cai trị cả vùng đại dương ở Miniver. Cô là một công chúa vô cùng xinh đẹp và có quyền năng nhất ở trong các vùng biển ở Miniver. Và nếu mà có người dân nào phát hiện cô thì cô ngay lập tức nhảy xuống nước, bởi vì cô không muốn lộ danh tính của mình ngay bây giờ. Có vẻ một công chúa khá xinh đẹp nhỉ. Dù biết thân phận mình là công chúa cao sang và quyền lực, nhưng mà ai có thể ngờ tới người công chúa ấy lại đi yêu một anh chàng ở trong ngôi làng nho nhỏ đó. Và anh ta cũng chỉ là một người nông dân cũng bình thường, cũng không có gì đặc biệt mấy, nhưng mà nàng lại đem lòng yêu chàng đó. Nàng yêu anh ta cũng rất là lâu rồi nhưng mà ngại nói ra, và mỗi lần anh ta nhìn nàng, nàng liệu bỏ trốn chạy đi. Và trong lòng nàng lúc nào cũng có suy nghĩ vu vơ, liệu mình có thể yêu được anh ta không. La 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 la. À, đúng là giữa mặt nước lúc nào nó cũng yên ả ấy nhỉ. Trời ơi nhưng mà chán quá. Một công chúa như ta lúc nào cũng phải ở dưới này ấy nhỉ. Không được rồi, bây giờ mình phải lên mặt mặt đất quay. À không, lên trên bờ quay. Trời ơi, chắc ở dưới này hoài chắc mình chết quá. Được đời là một công chúa của một gọi là đại dương mà, tại sao lúc nào cũng phải lủi thủi gì đó ta. Nhưng mà nếu mà mình gọi là lộ danh tính thì mình cũng sẽ không thể sống được. Ê, có người. Sao có người nhìn mình vậy? Tục thiệt chứ, đi ra đi, đừng nhìn tôi nữa. Nhưng mà nếu mà mình mà bị ai phát hiện á thì mình cũng sẽ bị cái làng lại bắt mình làm kiểu cá nướng cho coi. Ghét thật chứ, đúng là làm công chúa một cái đại dương nó mà khổ quá mà. Không biết anh chàng kia nhất có ra đây làm việc nữa không ta, mà nhớ thường thường là anh ấy lúc nào cũng ra đây mà. Trời ơi, người gì đâu mà La 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 có la la ta kìa. la Ý, hôm nay là một ngày mới rồi. Mình phải đi ra đây để gặt lúa thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tới gần chút. Đẹp trai quá. À không được, không được, không được. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ủa xong rồi, mình nghĩ là bây giờ mình cần phải ra ngoài kia và sau đó chúng ta đi bắt cá thôi. Đúng rồi, bắt mình phải ra đây bắt cá cho những cái người nông dân, người ta còn cá. buôn bán Trời ơi, nữa. người gì đâu đẹp trai, còn chăm chỉ nữa. Đúng là mẫu người con trai yêu quý của ta mà. Đẹp trai quá. Sao nãy giờ anh ta không mắc cái gì ta, mình nhìn lại chờ anh ta không mắc gì luôn á, con cá còn nguyên mà. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Từ hồi trưa tới giờ mình đứng đây bắt cá mà không bắt được một con cá nào hết á. Trời ơi, kiểu này mình không có thứ gì đem về làng, chắc chắn là sẽ bị cả làng chửi ta khóc kìa. Tội nghiệp quá. Nên mình phải lấy một số mồi ngon để bắt cá thôi. Trời ơi, chứ như vậy hoài không được đâu. Mình nghĩ là bây giờ mình cần phải vô kia và mượn một số người dân những cái đồ câu cá nó chất lượng hơn mới được. Tội nghiệp anh ta quá. Anh ta mà không bắt đủ cá, anh ta sẽ bị gọi là làng trách móc mất. Không được, người mình yêu thương mình sẽ không bao giờ để người ấy cực khổ được. Ok, bây giờ mình sẽ giúp anh chàng thân yêu của mình vậy. Có một cái vật cá nè. Được, xin lỗi bé cá nha, nhưng mà chị hôm nay chị phải giúp người mà chị yêu quý nhất rồi. Xin lỗi nha. Mong mấy đứa thông cảm chị. Mình cảm giác nó hơi tục. Không ra, dù sao đây là vương quốc của mình mà, đúng không? Ok, bắt bắt mấy con cá nào. Mà tính ra là cá ở vùng nước cũng gọi là vùng đại dương của mình hơi bị nhiều luôn á. Ok, bắt bắt nào. Về, mình mong anh ta chưa về. Ok, rồi bắt cá này. Bây giờ mình nó về rồi. Bỏ chưa, nhanh 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 nhanh. Ok, xuống xuống xuống. Bắt cá. Trời ơi, cái gì vậy trời, cái này mà vẫn không vớt được con cá lên. Trời Ta ơi, thật luôn á, cho đồ sida rồi.
thôi. Kiểu này bị chửi một cái thôi mà không chửi sao đâu, không chửi đâu, kiểu tha cái chết đi. Trời ơi. Mình nhớ là hồi nãy giờ mình đâu có bắt được con cá đâu ta. Tự nhiên bây giờ trong túi của mình tự nhiên có cái gì đây? Cá ngô hồng sẫm rồi cá ngô cam rồi. Ôi quá trời luôn nè. Nhờ ai nữa? Không lẽ là do trời đất đã phù hộ mình sao? Hả? Chắc là không có đâu. Mình nghĩ là chắc là do mình ăn hên thôi. Hả? Về thôi. Cái gì? Trời ơi. Mà thiệt là về thôi. Anh ta hợp đồng thật chứ. Trời ơi, lần đầu tiên giúp anh ta mình cảm giác vui quá à. Nếu mà anh ta gọi là có khó khăn nữa, mình sẽ nhất định sẽ giúp anh ta tiếp thôi. Chắc bây giờ mình sẽ đi ngủ vậy. Trời ơi, hôm qua đúng vui luôn á. Tự nhiên giúp được anh ta, mình cảm giác trời ơi, hạnh phúc kiểu gì á. Hôm nay nhất định mình sẽ giúp anh ta tiếp thêm một lần nữa. Nhất định luôn nha. Trời ơi, cuối cùng là bây giờ cũng đã sáng rồi. Quá. Mình nghĩ là bây giờ mình cũng phải lấy thuyền và sau đó đi ra khơi thôi. Ra khơi? Bởi vì ngày hôm qua là trời ơi, mình bắt được rất là nhiều cá hiếm luôn. Không ngờ là nguyên một đống cá đó toàn là cá hiếm luôn mà. Trời ơi, vô được trời, dân làng người ta khen quá trời luôn. Wow. Trời ơi, công nhận hãnh diện. Trời ơi, nhờ ai? Nhờ nàng tiên cá Shelly này chứ còn ai nữa. Bây giờ mình nghĩ là bây giờ mình sẽ cần lấy thuyền và xó. Chúng ta đi ra xa xa một chút xíu để mình bắt thêm nhiều những con cá hiếm hơn nữa. Đi thôi. Trời ơi, anh ta định gọi là đi tới biển sâu để gọi là bắt cá nè. Trời ơi, thế là có tạo cỡ cho mình rồi. Hoàng tử của em ơi, em tới. Hoàng tử của em tới đây. Trời mưa bão kìa. Ê, cá. Làm cái gì mà mưa gió bão bùng tùm lum như trời. Bão nữa. Trời ơi, tiếng sấm sét nữa trời ơi. Sợ quá. Mình nghĩ là bây giờ mình nên đi về rồi. Hợp lý. Quá. Sao vậy? Cái tiền của mình nó lại nghe cái tiếng. Ủa? Đừng nói là nó stop. Ủa là sao? Anh Trang. Giật mình chết được, mình cứ tưởng anh ta chết luôn á. Ủa mà sao anh ta nằm lại chờ ta? Để mình gọi anh ấy dậy coi. Anh ơi. Hi. Anh ơi. Hello. Anh ấy dậy này. Vậy. Sao giờ Karan chưa về ta? Trời đang mưa nữa. Không biết có chuyện gì người ta. Lâu à. Mong là cái đơn về sớm vậy. Lâu đây.